mommy. Rồi con nói tiếng Việt coi. Yeah, one of the friends is right here, mom. À, Luna girl, rồi bây giờ cô chú nè, bây giờ con chào cô chú sao? Hello, cô chú. Con chuẩn bị làm gì? Con chỉ bạn. Open this. Tiếng Việt. Mẹ cũng ra, open this. Con sẵn sàng, open this. Con sẵn sàng mở nó ra. Mở nó ra. Con sẵn sàng rồi. Con sẵn sàng rồi. Rồi, cái này ai mua cho con? Daddy. Ba của vậy? Dạ ba con mua. Dạ ba con mua. Đúng rồi. Anh được rất hung mà mình. Con thương mẹ hay sao? Con thương mẹ so much. So much, nhưng mà nhất gì? Nhất trên đời luôn. Nhất trên đời luôn phải không? Dạ mẹ. Mà mẹ với ba con thương ai nhiều hơn? Mẹ quá kì. Ba. À con thương. Ờ à, con thương mẹ rất kì, thương ba luôn hả? Mẹ. Nhưng mà con thương ai hơn? Con thương hết luôn hả? Yeah. Con thương giống nhau. Rồi khoan, trước tiên, trước khi mà mở cái này, bộ đồ hôm nay chay mặc là do bà Oanh tặng. Bà Oanh gửi từ Việt Nam qua cho chay nè. Nó khoái quá, nó tự động nó cỡ đồ ra, nó mặc vô luôn. Cái bộ đồ này là bộ đồ có hình gì đây? Ice cream everywhere. Ờ, có quá trời cái kem luôn. Nó khoái nó mặc đó cô chú. Khoan, cô đồ của tôi em. Bà Oanh kỳ này mua đồ mặc giữa nó tiếng Việt. Mẹ, rồi bây giờ giới thiệu với cô chú. Con phải đưa cái mặt con vô. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Đây là pizza mẹ. Đúng rồi. Là bộ phim con rất là yêu thích. Là bộ phim. Là bộ phim. Hoạt hình. Hoạt hình. Con rất là yêu thích. Thích. Con rất là yêu thích. Con rất là thích. Yêu thích. Thích. Đúng rồi. Mẹ. Hôm mẹ, nay mẹ thích mẹ. It's thích mom. Đúng rồi, thích, đúng rồi. Hôm nay. Nói hôm đi. Nay, ba con mua cho con. Ba con mua cho con. Để mở ra. Con nói nào. Và bây giờ. Ba đi nhờ. Để cái mặt con ra. Và bây giờ. Con sẽ mở ra cho cô chú cùng xem nha. Cùng xem đã. Cô chú cùng xem với con nha. Rồi ok. Đó, mình đó, trước khi mình làm cái gì mình phải giới thiệu đàng hoàng. Đúng không? Ừ đó, đúng rồi. Mẹ con sẽ giúp con mở ra. Mẹ con giúp con mở ra. Đúng rồi. Mẹ con tên gì á? Giới thiệu. Mẹ con Bố Ngạc. Bố Ngạc, đúng rồi. Bố Ngạc. Cha mà chứ Bố Ngạc. Bố lại quá. Ô là la. Rồi con suy nghĩ, con nghĩ là cái gì sẽ trong này? Cardboard. Rồi con tự mở ra đi. Wow. Ở trong đây có một con Alex. Mommy, you got the mother present. Can you open this? Mẹ ơi, mẹ mở một con. Mẹ mở con, what is this? Rồi, chưa, từ từ. Còn trong đây là có không, cái này chưa xong. Cái này để ngày mai đi rồi mở. Cái này là nếu mà mở ra là con chơi là hư luôn. Cái này là đất sét. Mình mở cái khác ra đi. Mẹ không muốn cái này. Rồi mở tiếp theo rồi. Con chơi giới thiệu với cô chú đi. Bây giờ giới thiệu. Đúng rồi, bây giờ là tên mình. Bây giờ giới thiệu với cô chú đi. Pizza this. Oh, and this. Yeah. This is right here. You gotta open this up, Katie. No, tomorrow. I said tomorrow. But just open one. Rồi, mở một cái thôi nha. It's magic sand. Ooh, cái này là cát đó con. Cái này là cát, nhưng mà cát mà con có thể chơi trong nhà. Rồi đây nè, mở cái đây nè. Rồi mở này ra đi. Oh my god, it's Gecko. It's Gecko. Cho cô chú coi, cho cô chú show coi. Show everybody it's Gecko. And it's blue magic sand. Ooh, con nói đi. Can we open it? No, mommy said tomorrow. I just wanted to open this one. Rồi, con giới thiệu với cô chú. Cầm lên giới thiệu với cô chú con này tên gì? Gecko. Con này tên là Gecko. Con tên là Gecko. Con màu đỏ này tên là gì? Con này tên gì? Alex. Đúng rồi. Cái này là cát. Super sand. Cái này là super sand hả? Cái này cát, này là cát để nó chơi được. Cát này là cát mà mẹ Ngọc muốn mua cho nó chơi hoài luôn nè. Nó giống như đất sét ha. Super sand. Is it like Play-Doh or is it? Tôi mở ra mà nó kêu tôi đừng có cho, nó không cho tôi đụng vô chơi luôn có được đời không? Daddy, that's mine. Okay, good night. I just wanted to see what they were. Really?
Ba chay là người mua mấy cái này nha cô chú nha, không phải Ngọc mua đâu nha ba. Rồi mở ra. Mở ra rồi tiếp theo là gì ạ? Is cat. Ồ ai á? Cái này tên gì ạ? Can we open the mic here? Mà cái này tên gì ạ? Ủa ông này tên gì? Mẹ chị nào vậy? Mẹ chưa thấy ông này luôn nè. Ông này tên gì? Ông tên gì? Here's a light. Tên gì cho để mình nhìn như thế. Ông này tên là Newton Star. That's right, Mom. That's right. Đúng rồi. Other means. Thôi để này bên đây đi, cho để cho mẹ dớ dớ qua ngoài. Rồi tiếp theo nha, mở nữa không? Dạ mẹ. Dạ mẹ, hôn mẹ mình đi. Con có vui gì vậy? Con có vui gì những món đồ chơi này không? Dạ mẹ. Ba làm gì bà dạo này ba mua đồ chơi cho dữ trời hả? Mà con á này nè, đây mẹ nói cho con nghe nè, những cái món đồ chơi này là mẹ với ba làm rất là cực khổ để có tiền mua đồ chơi cho con, nghe chưa? Nghe không? Nghe là con phải biết quý, con phải biết quý nha chưa? Và phải biết ơn mẹ với ba nghe chưa? Ba có tiền hả? Rồi mẹ có tiền không? Mẹ với ba ai tiền nhiều hơn? Mẹ với ba ai có tiền nhiều hơn? Mẹ. Hả? Tiền. Không, con nói là mẹ với ba là tiền chung. Tiền chung. Đúng rồi. Thank you. I can't open it. Night Major. Mẹ ai vậy? Oh man, Night Major. Ủa cái đó là Night Major mà sao nhìn giống khách bôi dữ con, cái này không phải khách bôi hả? Yeah, it's just like sticky flats. Oh, cái này là Night Major hả con? Night Ninja. Night Ninja hả con? Yeah, mẹ, it can stand. À, mẹ tưởng giống khách bôi vậy, it look like khách bôi. Đúng rồi. Ủa, không phải khách bôi hả? Ngộ ha. All the characters. Ờ, đúng rồi, Night Ninja. Đúng rồi, trời ơi, nhìn cái giống khách bôi dữ trời. Ờ, nhìn cái con khách bôi y chang con Night Ninja vậy đó. Ôi, mẹ thấy rồi. Ờ đúng rồi, Night Ninja. Mommy remember. Ờ nhớ rồi, nhớ rồi. Rồi mở đây. It's open. Con ngồi xích vô con té xuống cái ghế này nghe coi. It's cat boy. À thấy chưa, để nè mở ra cái con cat boy này cho con chú coi. Cái con cat boy với con Night Ninja này nó giống y chang nhau đó. It's like blue. Ờ it's nó like giống nhau, con nói đi. Giống nhau. Giống nhau, đây nè cho con chú. Cho con chú coi. Đưa cho cô chú coi đàng hoàng thế nè. No, mom. Con này là con cat boy nè, con là con Night Ninja. À, trời. Ủa vậy tại sao con nói là con gỡ đồ chơi rồi mẹ quay phim con. Hồi giờ mẹ quay phim mà con không cho cô chú coi. Mẹ. Ừ, vô lý vậy. Trời ơi. Mở nữa không mà để mai mở. Mở. Thôi để mai mở nha. Không mẹ. Thôi rồi con chi đâu em ơi, có còn gì sâu trong tâm tư. Mắt lệ em dương xưa, con đường đi sau trong gai ngộ vào hồn ta bao lâu nay. Em ơi thu thiết. Sao vậy? Nói chị vô đây đây. Đi đâu à? Nói tiếng Việt. Mẹ please mẹ. Này mở cũng lâu nữa. Mommy just put it. Mommy, let's open it. What? Mommy, cool, let's open it all. Shut up the best. Oh man, we got this. Cái con này tên gì đấy mày? Con này tên gì? Con này tên là Mukigu. Con nói yeah. Mukigu. Mukigu. Đúng rồi. Sao nó nằm trong cái bộ sưu tập này? Mẹ cũng không biết nữa. Nó là Mukigu. Là nói chung nó là con khỉ đó. Cho con chú với mấy bạn coi nè. Tại vì con kênh con có mấy bạn coi nữa. Đây là Mukigu. Mukigu. Cô nói mấy bạn ơi. Mukigu. Mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, cái Mukigu. Mukigu nè. Mukigu nè. Đúng rồi. Name you all the phrases. Nói tiếng Việt. We can fight together. Ba đồ chơi gì xí gì mà ưng mở rồi nè. Let's open this. Tối ăn rồi tối ngày ôm YouTube coi mấy cái nhân vật YouTube cứ mở đồ chơi đi biết rồi nào ưng vậy đó. Mấy đứa nít là vậy đó. Rồi đó mở đi. Oh no, I got this. Cái gì vậy? I show you. À, cái này là phải không?
Đúng rồi. Cái đó. Đúng rồi. Cái gọi là cái gì? Owlet phải không? Yeah. Owlet. Trời đất ơi trời. Là cái con này tên là Owlet đó hả con? Cô nói cô chú ơi Owlet nè. Cái con này nó tên là Owlet mà hồi bữa giờ nó nói Ngọc Nữ tưởng là cái con này tên là Alex. It's not Alex, nó tên là Owlet. Nó nói đúng. Nó ngọng hay gì mà cái con này tên Alex mà nó kêu là Owlet. Không, cái con này tên là Owlet. Đúng rồi, đây nè, cô chú nhìn nè cái chữ nè. Chữ này là Owlet chứ không phải là Alex. Con này tôi tưởng hả? Nó gì? Nó nói đúng mà tôi tưởng nó nói đớt. Nó nói cái chữ A là xài ngao lẹp mà cuối cùng tôi lúa. Cuối cùng tôi là người lúa mà tôi nói con tôi nói sai. Ao lẹp đúng rồi. Tên ao lẹp, tên gì? Tên A lạc đi cho dễ nhớ, tên ao lẹp. Mẹ hút ở đây, I need a phone. Nhưng mà cái này có đứa có con rồi bắt đầu từ trở về tuổi thơ với tụi nó luôn. Sướng gì mà sướng dữ vô biết là mở ra. Rồi tiếp tục mở đây cho cô chú coi. Ai vậy? One two. Jiggle. Jiggle nữa. No the jam. Đây là tên gì nó? No jiggle. Đây là cái cò. Yeah, mở nữa không? Yeah. Ăn mở đồ chơi miết thì chứ. Bán công nhận thì có làm từ làm cái gì mà kinh doanh mà đồ chơi bán cho trẻ em là thôi. Giàu to. Hai chơi ha. Tôi gọi là giàu với giàu to luôn chứ không giàu nhỏ luôn. Chúng tự lụm đi. Rồi đi lên lẹ đi, lên lụm đi. Lụm đi rồi mở cái con tiếp theo ra coi con gì nè. Rồi mở đi. Wow, cái con này còn là con thích này chay nè. Con này sẽ là một con surprise cho chay này cho nên mở đi mày chờ chay á. Mở đi. Romeo. Ai? Romeo. Romeo nè cô chú nè. Con Romeo này là người tốt hay là người xấu? Xấu. Người xấu phải không? Mommy, let's open him. Romeo là người xấu đó. Trong bộ phim này Romeo chuyên đi phá hoại thành phố không con? Yeah, you can find all the sentences. Find all the characters. Ngồi xuống dựng mấy con nó lên đàng hoàng. Không có đứng lắc đích ok. Now we just like this one and this. Đúng rồi. Ngồi xuống cái này chứ. And this one too. Con đường mình đi. Okay. Sao cho bé. Mình get who he is. Or monkey poo poo. Let me get it again. I got this one. Rồi dạ. Rồi dạ. Con nói con gì á? Ồ, con là gì? Cat boy nữa hả? Sao nhiều cat boy quá vậy? No, mommy, it's just... Cái này là cat boy nữa nè, cô chú nè. Mommy, look at this. Hey, look at that. You can do it like this. Oh, cat boy là chỉ gì đó hả? À, có này có hai cat boy, mỗi cat boy chỉ mỗi hướng khác nhau. Vậy mà mẹ tưởng giống nhau. À, đúng rồi, chỉ gì đó, chỉ đang đi kìa, đúng rồi. Let's leave the ball. Rồi mở con này ra đi. Okay, let's. Mommy, look at this house. Ai vậy? Cái đó là ai vậy? It looks like this one. À, all giống right. Nhau. Mom, Owlet. We lost. Owlet. Owlet. Bỏ này qua, ngày mai đi rồi mẹ cho chơi với cát nha. Ngày mai mẹ mở ra cho chơi cát. The last one. Con vui không con? Luna girl. Mà sao không có nó, không có Matsuki. Không có Matsuki. Matsuki, con cuối cùng trong bộ siêu tập. Mommy, can we buy Fuji? Nè, chơi đi. Đây nè cô chú ơi. Mẹ cũng buy Fuji. Đây là Luna girl. Mommy, I want to
want to buy Forky, mommy. Rồi, ngày mai mua Forky, Musuki. Đó, đây là bộ sưu tập sau khi mở ra nè cô chú nè. Là bộ sưu tập này có Giggle. Đây là Romeo. Đây là Catboy. Đây là Nine Ninja. Đây là Newton Star. Newton Star. Đây là Owlet. Đây là cái con khỉ tên là Mookie-goo. Mookie-goo. Rồi và cuối cùng đây là Luna Girl. Đó, xong rồi bây giờ tới giờ tôi dọn thôi. Rồi tôi khổ lắm, gỡ ra rồi dọn. Thank you, mommy. Thank you by all the presents. Con cảm ơn mẹ. Nói coi. Con cảm ơn mẹ đã mua và gỡ cho con. Ôm mẹ cảm ơn mẹ đàng hoàng. Ôm mẹ cảm ơn mẹ đàng hoàng. Thể hiện cái lòng biết ơn coi. Ôm mẹ cảm ơn mẹ thể hiện lòng biết ơn coi. Lẹ lên. Ôm mẹ mến. Mẹ, mẹ mẹ phải làm cực khổ lắm mẹ mới có tiền mua đồ chơi cho con đó nha trai. Nha chơi trai. Ừ. Mẹ mua để cho con chơi, để con giải trí, để con vui nha. Nên là con phải biết ơn mẹ với ba nghe chưa. Nhớ không con? Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi đi. Dạ một ngọc đó. Rồi thôi bây giờ là sẽ là vui rồi. Bây giờ là xong chơi với đồ chơi của con nha. Bây giờ chào tạm biệt cô chú nha. Chào tạm biệt cô chú ông bà. Nói đi. Chào tạm biệt cô chú ông bà. Nói đi. Chàng nói chào tạm biệt ông bà cô chú. Bà cô chú. I love you. I love you. Hôn mính. Rồi.